tốt nghiệp một trường cao đẳng nhưng không chịu tìm kiếm việc làm. Hoàng vùi đầu vào những trận game online thâu đêm suốt sáng. Để rồi khi thiếu tiền tiêu xài, gã đã xuống tay giết người để cướp tài sản. Theo tư liệu vụ án, chiều tối một ngày đầu tháng 9 năm 2018, nhiều người dân sinh sống tại bản Suối Liếm, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông tại đoạn đường vắng với rất nhiều thương tích trên cơ thể. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Vân Hồ khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân là một đoạn đường vắng, ít người qua lại. Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu lực lượng chức năng nhận định đây là một vụ án mạng. Nút thắt đầu tiên của vụ án là xác định danh tính nạn nhân nhanh chóng, được các điều tra viên bắt tay vào cuộc giải mã. Bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tên tuổi của người xấu số được làm rõ là ông Nguyễn Đức Tích, 61 tuổi, trú tại tiểu khu 32, thị trấn Nông Trường Mộc Châu làm nghề xe ôm. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đã yêu cầu tập trung lực lượng để đấu tranh, truy bắt kẻ thù ác. Các mối quan hệ xã hội của nạn nhân được tìm hiểu. Tuy nhiên, do ông Tích làm nghề xe ôm, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều người, kể cả những người xa lạ, nên việc truy vết, khoanh vùng nghi phạm của lực lượng điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, hiện trường nơi xảy ra vụ án không có hệ thống camera giám sát, không nhân chứng. Tuy vậy, với quyết tâm cao độ, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm gây án là Leo Văn Hoàng, sinh năm 1995, trú tại bản Hòm, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Sau khi vụ án xảy ra, Hoàng cũng biến mất khỏi nơi cư trú. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ cảnh sát được huy động để truy bắt nghi phạm. Lần theo những nguồn tin nhận được sáng mùng 3 tháng 9, công an xác định Hoàng đang lẩn trốn tại khu vực núi đá Tai Mèo thuộc bản Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ. Đây là khu vực núi cao, vực sâu, hiểm trở, cây cối rậm rạp, trải rộng trên khoảng chục hecta nên việc truy bắt gặp vô vàn khó khăn. Dòng giá suốt 2 ngày từ gần 10 giờ, ngày 4 tháng 9, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Leo Văn Hoàng, thu giữ trên người đối tượng một chứng minh nhân dân mang tên của ông Nguyễn Đức Tích, 3 triệu đồng tiền mặt, một xe máy, đối tượng cướp của nạn nhân và một số vật chứng liên quan khác. Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng Phòng Hình sự Công an tỉnh Sơn La cho biết, quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác định đây là một vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đức Tích, 61 tuổi, trú tại tiểu khu 32, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, làm nghề xe ôm. Đối tượng đã sử dụng hung khí là dao nhọn, ra tay dã man, tác động nhiều nhát vào cổ, bụng và lưng của nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Nạn nhân bị sát hại dã man vào đúng ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, thời điểm có hàng vạn người đang tham dự tuần lễ văn hóa du lịch tại huyện Mộc Châu. Phương thức thủ đoạn côn đồ dã man, đối tượng gây án vào ban ngày gần khu dân cư, khiến cho nhiều người dân trên địa bàn và du khách rất hoang mang. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Vân Hồ xác lập chuyên án, huy động lực lượng khẩn trương tiến hành điều tra xác minh, truy tìm thủ phạm. Truy theo dấu vết nóng, Ban chuyên án thu giữ được chiếc xe máy cướp của nạn nhân để ở bên đường. Tại cơ quan công an, đối tượng Leo Văn Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hắn đã dùng dao nhọn sát hại ông Tích và cướp tài sản trên đường nạn nhân lái xe ôm đưa Hoàng từ thị trấn Nông Trường Mộc Châu đến xã Song Khủa, huyện Vân Hồ. Được biết đối tượng Leo Văn Hoàng nghiện chơi game, đã tốt nghiệp trường cao đẳng Sơn La nhưng chưa xin được việc làm. Theo thành viên của ban chuyên án, do địa hình đồi núi hiểm trở, sông suối lại mới mưa lũ nên sạt lở, nước dâng cao, việc truy bắt các đối tượng rất vất vả. Nhưng anh em trinh sát vẫn kiên trì bám theo từng dấu vết của đối tượng, đặc biệt là được sự trợ giúp của bà con nhân dân tại địa bàn, phối hợp truy bắt đối tượng và cung cấp lương thực thực phẩm cho cán bộ cảnh sát, nên chúng tôi đã kiên trì bám theo dấu vết nóng và bắt giữ đối tượng thành công, đảm bảo an toàn cho lực lượng. Quá khứ không ngờ của kẻ sát nhân. Theo ông Hoàng Văn Ngân, trưởng Công an xã Mường Chanh cho biết, Hoàng tốt nghiệp khoa sư phạm, trường cao đẳng Sơn La khoảng 2 năm trước, nhưng không xin được việc nên chuyển sang làm trang trại nuôi lợn rừng. Gia đình Hoàng có 2 anh em, Hoàng là con cả. Bố mất sớm nên một mình mẹ nuôi 2 anh em khôn lớn. Do gia đình Hoàng có nhiều đất rừng và có kế hoạch mở trang trại nên được ngân hàng cho vay khoảng 200 triệu đồng để làm ăn. Trang trại của gia đình Hoàng nằm ở nơi hẻo lánh và mới đi vào sản xuất nên chỉ có vài con lợn rừng. Ông Ngân cho biết, trước thời điểm gây án, Hoàng rời khỏi nhà khoảng 18 ngày không về.
Hoàng từng có người yêu nhưng chia tay hơn một năm trước do ghen tuông. Ở địa phương, Hoàng không có tiền án tiền sự, cũng không nằm trong diện theo dõi đặc biệt nào. Là người có ăn học nên khi biết tin Hoàng sát hại tài xế xe ôm để cướp xe, người dân và chính quyền hết sức bất ngờ. Trả giá vì nghiện game. Nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La đã phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La mở phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lèo Văn Hoàng phạm tội giết người cướp tài sản. Theo nội dung bản án, sáng ngày 14 tháng 8 năm 2018, Lèo Văn Hoàng sinh năm 1995, trú tại bản Hỏm, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, điều khiển xe máy mang theo dao và tư trang cá nhân đến huyện Mộc Châu chơi. Hoàng thuê trọ ở tiểu khu bệnh viện thị trấn nông trường Mộc Châu để nghỉ. Hàng ngày Hoàng thường xuyên đến quán internet chơi điện tử. Hoàng đã bán chiếc xe máy của mình để xem phim, chơi điện tử và chi tiêu sinh hoạt cá nhân. Do không có tiền để chơi điện tử nên Hoàng nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe máy của ông Nguyễn Đức Tích là lái xe ôm thuộc khu vực thị trấn nông trường Mộc Châu. Chiều tối ngày 2 tháng 9 năm 2018, Hoàng mang theo dao và quần áo, sau đó gọi điện thoại thuê ông Nguyễn Đức Tích chở bằng xe máy đi đến bên phà Song Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La với mục đích để chiếm đoạt tài sản. Khi đến đoạn đường vắng thuộc bản Suối Liếm, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Hoàng đã dùng dao nhọn mang theo khống chế, dí dao vào cổ và tác động một nhát vào vùng bụng, một nhát vào vùng lưng của ông Tích. Hậu quả làm ông Tích bỏ mạng tại chỗ, sau đó Hoàng chiếm đoạt một chiếc xe máy có giá trị 11.333.000 đồng và số tiền 2.500.000 đồng của ông Tích. Tổng số tiền Hoàng đã chiếm đoạt là 13.833.000 đồng. Hành vi của Lèo Văn Hoàng đã bị khởi tố, truy tố về hai tội: tội giết người quy định tại điểm G khoản 1, điều 123 và tội cướp tài sản quy định tại khoản 1, điều 168 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, kiểm sát viên trình bày luận tội và đề nghị hội đồng xét xử áp dụng căn cứ pháp luật tuyên phạt bị cáo Lèo Văn Hoàng mức án chung thân đối với tội giết người và 4 đến 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung tù chung thân. Luật sư bào chữa cho bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trên cơ sở kết quả xét hỏi và tranh tụng công khai tại phiên tòa, phân tích đánh giá các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị của kiểm sát viên và luật sư, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên bố bị cáo Lèo Văn Hoàng phạm hai tội giết người, cướp tài sản. Tuyên phạt bị cáo Lèo Văn Hoàng tù chung thân về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung tù chung thân. Theo chuyên gia, để hạn chế các tình huống bị đối tượng xấu tấn công, trước tiên người hành nghề lái xe ôm cần tuân thủ đúng luật giao thông, không chở quá người quy định. Lái xe cần đi đúng lộ trình. Khi đón khách tại các địa điểm phát sinh, các lái xe ôm công nghệ cần thông báo cho tổng đài để quản lý. Tuân thủ các quy tắc đơn giản này là cách để các lái xe bảo vệ bản thân và làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm. Các chuyên gia cũng nhận định hoàn toàn có thể phòng ngừa, ngăn chặn hành vi thủ ác của kẻ xấu nếu người hành nghề lái taxi, xe ôm biết dựa vào công nghệ, vào tập thể khi lao động trong một tổ chức nào đó để bảo vệ bản thân. Tội phạm sẽ không dám hành động liều lĩnh khi biết được hành tung, thân thế của mình đã bị chính những người lái xe ghi lại và theo dõi qua khâu trung gian là tổng đài, bạn bè, người thân của người lái xe theo lộ trình rõ ràng. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.